Về cái câu 4 mà con hỏi, vì công việc của con làm mất nhiều thời gian, không có nhiều thời. Thật sự thật ra thì có thể mình chuyển cái nghề khác để cho mình còn có thời gian, vì thời gian của mấy con hiện giờ rất là quý. Nếu mình cứ mình tập trung vào một cái công việc làm để cho mình có tiền có bạc nhiều, mà rốt cuộc rồi mình không được bồi dưỡng một cái tinh thần mình hết, thì mình sẽ thấy cái cuộc đời của mình nó chỉ quay quần ở bên trên sự sống đó, thì nó cũng không có nghĩa lý. Cho nên mình phải cần bồi dưỡng cái tinh thần của mình trên cái nền đạo đức, nó làm cho mỗi ngày mình tiến lên, mình tiến lên. Còn cái sự sống của mình có thể cái nghề mình chỉ kiếm đủ cơm ăn áo mặc là đủ, đừng chạy theo giàu sang làm gì. Đời chúng ta sẽ chết không mang theo của cải tiền bạc gì cả. Cho nên vì vậy mà chúng ta tư duy suy nghĩ chỉ làm đủ sống, mà bồi dưỡng tinh thần của chúng ta càng thoải mái, để cho đời sống chúng ta vừa đủ mà chúng ta thấy cuộc đời rất là an ổn, mà không bị vật chất, không bị tiền bạc sai sử chúng ta nữa. Đó là cách thức mà con phải theo thầy thấy cần. Nếu mà cái nghề con nó làm mất thì giờ con quá nhiều, thậm chí như không có thì giờ để đọc sách nữa, thì như vậy rõ ràng là con chỉ bị sai vào cái công việc làm ăn về cái vấn đề sống thôi, còn hoàn toàn về tinh thần của con thì lúc bây giờ không còn gì nữa hết. Cho nên các con thấy những sinh viên đó, trong cái hoàn cảnh nghèo đó, họ phải đi làm thêm, nhưng mà họ vẫn lấy cái học làm chính chứ không phải làm thêm đó mà bỏ học. Cho nên có nhiều cháu, có nhiều cháu rất ham học, nhà nghèo nhưng cố gắng đi làm thêm, nhưng lúc nào cũng là lấy cái học làm chính, cho nên cuối cùng các cháu đó sẽ đỗ đại học, sẽ ra sẽ tốt nghiệp ra trường hẳn hoài hoàn toàn, nhưng mà đòi hỏi phải gian khổ nhưng không bỏ sự học, lấy học học là chính. Cho nên ở đây chúng ta không phải vì cái nghề nghiệp sống đó, mà chúng ta lấy cái sự triển khai cái tinh thần hiểu biết của chúng ta càng rộng lớn, thì lúc bây giờ sự sống của chúng ta mới thật sự là bình an, mới thật sự là hạnh phúc. Như thầy đã nói, mình biết sử dụng được cái thời gian để triển khai cái tinh thần của chúng ta hiểu biết, bởi vì sự hiểu biết về đạo đức nó còn nhiều lắm, nhất là cái đạo đức nhân bản, nhân quả của Phật giáo. Nói về nhân quả, nhiều khi chúng ta chưa thông suốt hết đâu, cho nên chúng ta cần phải học và hiểu về nhân quả, rồi cần phải tập luyện để chúng ta thành một cái thói quen của đạo đức, của đạo đức hàng ngày chúng ta sống. Cho nên mấy con cần phải dành cái thời gian đó, và khi mấy con tạo được cái nghiệp đạo đức đó thì mấy con có mất, nghĩa là bỏ thân này, thì cái nghiệp lực đó nó sẽ tương ưng, nó sanh vào một cái nơi mà chúng ta sẽ trở thành một con người thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, đều là sống trong hạnh phúc, trong an vui. Sanh lên thì nó được đầy đủ những cái điều kiện đạo đức, nó không thiếu. Còn sanh lên làm con người mà nó thiếu đạo đức thì trong nhà nó xung đột, cha mẹ cãi cọ, hoặc là xảy ra cha mẹ ly thân, như thế này thế khác, làm chúng ta là những đứa bé mà chỉ biết khóc thôi. Thấy cha mẹ mình đánh lộn là mình chỉ biết khóc chứ không cách nào khác hơn hết. Khi ông cha mà đi uống rượu say về đánh mẹ mình, gây thương tích cho mẹ mình, thì đứa con chỉ còn biết rúc ở trong cái hốc nào đó mà khóc thôi, chứ không làm cách gì khác hết. Cho nên chúng ta hãy sống thiện pháp, để khi chúng ta tương ưng để mà chúng ta sanh làm người, thì ngay đó cha mẹ chúng ta là những người gương mẫu hạnh đạo đức, để chúng ta sống trong sự an vui của tình thương cha mẹ bảo bọc chúng ta trọn vẹn. Cho nên chúng ta hiện giờ phải đặt nặng về cái vấn đề thời gian của chúng ta là nhắm vào để triển khai cái nền đạo đức của Phật giáo cho bản thân của mình, để cho mình sống, mà mình còn nghĩ đến những người khác. Như thầy vừa nói, như con trình bày, dùng Tây Bắc người ta khó khăn và người ta không có ánh sáng, không có ánh sáng mà nền đạo đức nhân bản, vậy mà mình nên giúp đỡ họ gạo thực phẩm, dành dụm một miếng khi đói bằng một gói khi no. Mặc dù trong cảnh họ khó khăn, một bát gạo của chúng ta vẫn an ủi được họ, một cuốn sách mỏng vẫn đem đến tinh thần đạo đức cho họ, đó là hạnh phúc vô cùng. Mấy con hãy làm những điều đó đi.